thứ bảy rồi, to khổng lồ luôn anh chị bác ơi. Nhà xem hai tối không vui một chỗ luôn anh chị bác ơi. Đây ô thứ ba và thứ tư luôn anh chị bác ơi. Xin chào nha nhé. Hôm nay mình tiếp tục hành trình đi xem ngâm gùi nha ơi. Đi xem ngâm gùi cuối tháng 1 rồi. Mình đến đây phát hiện một tổ ong gùi. Cũng nhìn khá to anh chị bác ơi. Ngày mới cũng xin chúc cho toàn thể quý ông bà của dì chú bác bạn bè gần xa đang xem video của mình ngày mới thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, gia đình hạnh phúc và luôn thành công trong mọi công việc nhé. Bây giờ mình sẽ review nhà xem tổ ong gùi cao quá, cao luộc đầu mình luôn. Tô bánh nhọn còn đẹp mà mình không biết có mặt anh chị bác ơi. Ủa, cao quá. Ở mình khui hàng rồi nha, xem có mặt không? Không có bầu mặt à? Khô mật, tối đầu tiên khô mật. Có mật mà ít mật anh chị em bác ơi. Hay mình lấy coi mình chọt mật ở cháy. Cháy mật. Rồi, thế mình lấy xuống sông anh chị em bác ơi. Nó cũng có mặt mà chưa đòi mặt nè anh chị em bác ơi. Nó mặt em ngắn không ánh này. Rồi đầu mùa mặt dài khá êm rồi anh chị em bác ơi. Ở mình đang đùi biết đâu đang vô mặt rồi anh chị em bác. Mặt em đùi rất chất lượng luôn. Đó, rất đẹp luôn. Mặt em ngắn luôn. Em đùi đang đùi hút mặt lại nè anh chị em bác. Giờ cả nhà đồng hành mình đi xem em đùi tiếp nhé. Mình xin chào nha nhé, mình sẽ review nha, xem tổ ong gùi thứ hai nhé. Đây, tổ anh chị bác ơi, tổ ong khá to luôn. Anh chị bác ơi. Bây giờ mình sẽ leo lên, mình xem thử có mặt không nhé anh chị em bác. Ở nhà đồng hành video của mình nhé. Đó, tổ đó. À, lần tới tụi ông lên khui hàng nha, xem được có mặt không nhé. Khui hàng. Khui hàng. Lần có mặt mà chưa đòi anh chị em bác ơi. Đây, tụi ơi cái mặt màu vàng khá đẹp nè anh chị em bác ơi. Tụi ơi đang vô mặt. Đây, mặt khá đẹp luôn. Đây, mặt nó chạy xuống tới đây luôn nè anh chị bác ơi. Mặt đẹp ghê không? Vàng ươm luôn. Đó. Đây đầu mùa mặt cái dài khá êm luôn. Còn xíu nữa là nó đầy mà đầy mặt luôn. Giờ đòn khai thác anh chị bác ơi. Cái đòn cách này. Đấy ạ. Bây giờ mình cách đây nữa mình lấy mặt xuống. Đây, nó nữa còn ít nhọn anh chị bác ơi. Mình thấy mình gạt cái tàn lại cho em anh nó ấy tiếp. Bây giờ mình sẽ tiến ngay chỗ đây. Nên mình lấy xuống xong rồi anh chị bác ơi. Đây, mặt khá đẹp luôn anh chị bác ơi. Đó, mặt em ngoan luôn. Khá đẹp luôn. Rất hấp dẫn luôn. Video tổ này kết thúc với anh chị em bác, mình đi có tổ khác mình sẽ ghi hình tiếp với nhà xem nhé. Mình xin chào nhà nhé, mình sẽ review nhà xem hai tổ ong gùi một chỗ luôn anh chị em bác ơi. Đây ô thứ ba và thứ tư luôn anh chị em bác ơi. Ăn là đóng hai tổ gần bên dễ thương ghê không? Cách nhau chưa đợi 1 mét nữa. Hai tổ luôn. Đỡ mấy công đi tìm anh chị em bác ơi. Bây giờ mình sẽ leo lên khai thác cái tổ này trước anh chị em bác ơi. Ở mình đây bờ sông giờ ho nở rất nhiều luôn, tổ nào nó không có mặt hết rồi. Ở bờ sông Ba giờ ho nở rất nhiều luôn. Cả nhà đồng hành video của mình nhé.
Đây mình lên tới tổ ong rồi cả nhà. Rất vui hàng có màu. Đây có mặt này anh chị bác ơi. Ừ, cái tô bên này mặt nhiều hơn này. Thấy cái tô đây mặt nhiều hơn cái tô này. Để mình lái xuống mình sẽ ghi hình lại nha xem nhé. Đây là tô. Tô thứ tư anh chị bác ơi. Đây một mặt nó khá đẹp mà vui hàng ra nha xem. Vui hàng. Hàng mini không à. Còn mặt khá đẹp luôn anh chị bác ơi. Bây giờ mình kết mặt anh chị và các bác. Ủa, giờ gần kết mặt. Wow, cứng. Đang nhanh cứng. Đây mình đã lái xong hai tổ anh chị em gác ơi. Hai tổ hàng mini. À, giờ video đây kết thúc nha. Mình đi qua tổ khác mình sẽ ghi lại nha, xem giải trí cho vui tiếp nhé. Mình xin chào nhà nhé, mình sẽ review nha, xem tổ ong ruồi thứ năm nhé cả nhà. À, mình gặp toàn hàng mini không anh chị em gác ơi. Mình khui hàng rồi nha, xem giải trí cho vui nhé. Khui hàng. Đấy, bộ. Tổ còn non, tổ này còn non mà mặt u nâu luôn anh chị bác ơi. Wow. Tổ này chỉ được liền nước trà. Mặt khá đẹp. Bộ mặt khá êm luôn. Đâu lỡ đi ngang vào đây mình lấy luôn anh chị bác ơi. Mình xin chào nhà nhé, mình sẽ review nha, xem tổ ong ruồi thứ 6 nhé cả nhà. Tôi vừa từ sâu rồi bằng mặt đám kén anh chị bác ơi, đến khui hàng cho nhà xem nhà trí vui nhé. Khui hàng. Wow, bằng mặt. Bằng mặt đám kén khá đẹp luôn anh chị bác ơi. Tôi tổ từ sâu nha anh chị bác. Bằng mặt đám kén khá đẹp luôn. Rất hấp dẫn luôn. Đi sáng ngày mới có tổ đám kén này. Khá phơ luôn. À, tổ này nó gần hết nhộng anh chị em gác ơi. Còn ít nhộng rồi. Bây giờ cho mình khai thác. Mình tiến ngay từ đây đi. À, từ đấy. Mình cái từ đây nữa. Ở video này kết thúc nhé anh chị em cô bác. Mình đi có tổ khác mình sẽ ghi hình lại cho nhà xem giải trí cho vui tiếp nhé. Đây tổ thứ 6 mình cũng lấy ra xong rồi anh chị em bác ơi. Hai bộ mặt trong bùi khá đẹp luôn. Đây tổ bùi thứ 6 nha anh chị em bác. Bây giờ cả nhà đồng hành mình đi xem ông bùi tiếp nhé. Mình xin chào nha nhé. Mình sẽ review nha, xem tổ ông bùi thứ 7 cho nha xem nhé. Tổ thứ 7 là to khổng lồ luôn anh chị em bác ơi. Tổ siêu to khổng lồ luôn này. Wow. Cái nhìn thấy to ghê không? Càng tiền có con tiểu nó tầm 40 cm. Ở đây một mặt dài phải tầm 40 cm anh chị bác ơi. Từ đây qua tới đây. Khủng khiếp không? Rất hấp dẫn luôn. Giờ đâu mình khui hàng cho nhà xem giải trí cho vui nhé. Khui hàng nè. Wow, tổ này cao không dữ luôn anh chị bác ơi. Wow. Wow, con mặt to rất to luôn anh chị bác ơi. Rồi. Mặt đang ăn lần lúc ở trong rồi. Không, rất hấp dẫn luôn. Tổ này chắc mình dùng dao mình cắt bộ mặt thôi anh chị bác ơi. Này, xin thiếu không? Wow, rất hấp dẫn luôn. Đó, bộ mặt này. Anh nhìn thấy bộ mặt khủng khiếp không? Wow, khủng khiếp không? Rất hấp dẫn luôn. Đó, giờ bắt đầu mình khui hàng anh chị bác ơi. Em sát vào đây. Khui hàng phía bên đây. Em khui hàng phía này. Bắt chia đồng quân luôn. Wow. Em rất đầy đất luôn. Wow. Và mặt rất to luôn anh chị bác ơi.
Đây bánh nhọn còn đẹp nè. Mình sẽ cắt lá bầu mật không được cái bánh nhọn lại cho em nó làm tiếp anh chị em bác ơi. Bầu mật khá đẹp luôn. Tôi ăn bầu mật rất hấp dẫn luôn. Đây đầu mùa bầu mật trời là quá vip rồi. Giờ đó mình cắt mật anh chị em bác ơi. À, rất cứng luôn, lấy mật đây. Mình sẽ dùng dao cắt. Cắt sát coi. Đây, mình sẽ lấy cái mật không anh chị bác ơi. Đó. Mật chị tá lạ luôn anh chị bác ơi. Đó, nó vẫn còn mật trên đó anh chị bác ơi. Mật chị quá trời luôn. Mình lấy chỉ lấy cái phần mặt mình đỡ bánh nhọn lại em làm mặt tiếp anh chị bác ơi. Rồi thời lượng video đây kết thúc nha anh chị bác. Chúc cả nhà luôn vui vẻ, mạnh khỏe, bình an và luôn thành công trong công việc nha. Chào nhà anh tắt máy nha.